Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khả em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng so đồ cao thủ, đó là cao thủ võ đăng Bita em ơi. Đó, anh em cùng nhìn sơ qua Bita là bên băng hát nha mọi người. Đó là một võ đăng như nào. Hiện tại ngày hôm nay Bita cái mình được tập 6 và 67.979 điểm và giết được 221 mạng. Giết được 1 sơ 8 và tử vong 44 lần và liên chạm 24. Rồi. Và ngày hôm nay khả được tấm 10 rồi em ơi. Và chúng ta cùng xem sơ đồ của Bita nha. Cho sơ đồ tí nha. Anh em ơi. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy Bita đang có cho mình top 6 và chúng ta cùng xem thử hôm nay Bita như thế nào đây. Hiện tại Bita đang sử dụng cho mình đó là một set đồ có thể nói là full tím đi với hướng cây vũ khí này mà cây vũ khí là kháng họ 25 chống 40, một cái nón kháng họ 25 chống 40 có là lượng kháng họ và chón khá đẹp và 80 chón, một gia truyền kháng cả 10 đó, kháng cả 10 kháng cả 10. Rồi một cái tay thủ lý 1940, một cái áo kim phục hồi 40 kháng độc sinh lực nỗ lực chuyển hóa 10, một đai lưng kháng băng 23 sinh lực nỗ lực, một đôi giày 30 kháng lôi 30 sinh lực 170 và một cái nhẫn khá đẹp, một cái nhẫn kháng lôi 25 sinh lực 132 và thời gian phục hồi quên chuyển hóa sát thương 3%, một cái nhẫn kháng băng 23 20, một ngọc bội 540 sinh lực 136. Thì tính qua thì set này thì cái đôi giày này ép thêm dòng chuyển hóa nữa đẹp anh em ơi, tại vì cái vũ khí thủy và nón thủy sẽ kích được nha. Nhìn sơ qua thì set đồ này khá là chuẩn anh em ơi, năm hành thủy nha anh em ơi, năm hành vũ khí thủy nha. Đó, quá đẹp. Ngày hôm nay thì Bita có cho mình thêm một phiên phong kỹ năng cũng có một cấp và một ấn tín này không nói rồi, rồi một cái tiết hội tinh sinh lực 200. Nói chung là với cái tầm trung như thế này thì giờ đang đánh khá tốt anh em ơi, giữ vị trí tốt thì khá ok anh em ơi. Ngày hôm nay Bita có cho mình được tập 6 nha anh, khá dữ dằn luôn. Và anh em cũng nhìn sơ qua thì tổng set đồ này thì Khải nghĩ thì so với thời điểm hiện tại bây giờ thì với phân tím như thế này á thì set đồ này cũng trên dưới tầm khoảng hơn Khải nghĩ chắc cũng hơn tầm 5 triệu nữa mà. Tại vì tầm đồ tím mà cứ 4 dòng như này Khải nghĩ nó cũng khá rẻ rồi mà, tầm này thời gian này nó khá rẻ rồi mà. Set đồ Khải nghĩ là trên dưới khoảng 5 triệu. Cái vũ khí này thì đỡ một thời điểm hiện tại bây giờ khoảng tầm 1 triệu nữa mà. Nón này thì khoảng tầm 700.000. Áo này khoảng tầm 700.000. Bàn tay này khoảng tầm cũng 700.000, tầm 700.000 đến 1 triệu thôi. Nói chung là xem một món khoảng 1 triệu này mà. Xem khoảng món khoảng 1 triệu á. Rồi chỉ riêng kháng cả 10 này thì sẽ vừa khoảng tầm khoảng 2 đến 3 kim thì khoảng tầm 200.000. Rồi, nhẫn này đẹp này. Nhẫn này ok đó. Nói chung là những món đồ này tương đương này mà. Món kháng băng thì rẻ nè, món kháng băng rẻ nhất. Món băng rẻ nhất. Một ngàn bộ 540. Nói chung là đỡ mình để xét năm hành này chuẩn rồi này mà. 80 chậm 80 chó nè. 80 chậm 80 chó kèm với giá trị kháng cả 10 là quá ok rồi. Quá tuyệt. Kèm với người kháng cả 2. Phi phong kỹ năng cũng có một cấp. Nếu như mạch này mà có tiểu có cái cuốn gì bí kíp của 90 á nè thì nó sẽ tăng thêm một kỹ năng thì anh này sẽ có thể khả nghi là anh này chắc còn 24 kỹ năng rồi nè mà, 24 kỹ năng thiên địa trung cực rồi. Cũng giống như Khải này. Khải sẽ anh Khải cũng Khải cũng có một phi phong và Khải sẽ cắn cho mình đó là một cái bí kíp gì của một chờ 90 quên. Bí kíp 90 nó sẽ tăng một cấp kỹ năng 90 nè. Cũng đó nó sẽ hạn sử dụng trong vòng kết thúc mùa event là 25 tháng 7 này. Rồi ok. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ Bita này. Hiện tại ạc này thì đang là hạng 33, thằng người chắc cũng đang cấp 122 nữa mày. Không yếu đâu mọi người. Này khá ok đó, chưa cập nhật đó. Ạc này mới đổi tên à, cao thủ này mới nữa mà. Chưa cập nhật vào môn phái. Chung là trận đánh ngày hôm nay anh ta đánh khá hay. Nói chung là hữu duyên thì Khải sẽ sau đồ anh em ơi. Nhiều anh em bảo Khải sau đồ gà con, hiện tại gà con đang mình tống thì Khải không sau được nữa mà, khả năng mình kêu. Khả năng mình kêu nữa mà. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ Bita một like trên xã hội chơi nhé.